Thần tài ban thường, cuối năm ba tuổi này có khả năng chúng lớn độc đắc, giàu bất thình lình, đổi đời hoành tráng, ăn tết cực to. Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng với Minh Đường Tử Vi trong chuyên mục đặc biệt ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn bình an, hạnh phúc và may mắn. Quý vị thân mến, thế là chúng ta đang dần đi đến những ngày cuối cùng của năm cũ, để tiễn biệt năm nhâm dần, chào đón năm mới quý mão 2023, một năm với bao vất vả, lo toan thường nhật sẽ qua đi, để mọi người hân hoan đón chào năm mới, với tất cả niềm tin và hy vọng, về những điều tốt đẹp của cuộc sống. Và ai cũng hy vọng rằng, bản thân được đổi vận trong cuối năm này, để đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc và tươm tất đủ đầy, cho cả năm mới dư giả, và bội thu. Tuy nhiên cuộc sống mỗi người mỗi khác, đâu phải ai muốn giàu là giàu ngay được, họ phải trải qua bao nhiêu khó khăn, và thử thách mới có cơ hội sống hạnh phúc, viên mãn. Và trong đúng dịp cuối năm này, đặc biệt là đúng ngày 30 Tết, thì chỉ có duy nhất ba con giáp dưới đây có cơ may đổi vận, cuộc sống đổi thay, may mắn là họ được quý nhân phù hộ, đội trì, thay đổi từ công danh, sự nghiệp, đến cả cuộc sống gia đình. Và ba tuổi đó gồm những con giáp nào, may mắn thế nào đúng ngày 30 Tết, và đặc biệt hơn nữa là Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cho quý vị về vận trình của ba tuổi này trong tháng 1 âm lịch, tháng đầu tiên của năm quý mão 2023, để quý tín chủ nắm được vận trình và nắm bắt cơ hội tốt của bản thân, và tránh những điều chưa tốt, để có một tháng khởi đầu năm mới đầu xuôi, đôi lọt, cả năm xuân sẻ, hanh thông, thuận lợi, vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn giàu sang. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Thứ nhất là tuổi tý. Tuổi Tý là con giáp được Phật bà yêu ái ban lộc vào đúng ngày 30 Tết đổi vận một cách ngoạn mục chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu trong số 12 con giáp người tuổi này thường cẩn thận, chu đáo và có tài năng lãnh đạo quản lý rất tốt. Con giáp này còn khiến người khác ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, tháo vát của mình. Tuổi Tý được rất nhiều người quý mến, họ có sự nhạy cảm, dễ nắm bắt được tâm lý của người khác và khiến họ luôn cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Chính điều này khiến cho bản mệnh dễ nhận được sự giúp đỡ của người khác, trời sinh con giáp này có con mắt nhìn người rất tinh tường, họ dễ gần nhưng không đối xử tốt với tất cả mọi người mà luôn chân thành với những người xứng đáng, đây là con giáp có thể đổi vận được nhanh chóng, chính nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, nếu biết nắm bắt thời cơ mà quý nhân mang đến, con giáp này hứa hẹn tiền đồ, khiến nhiều nhiều người phải ghen tị. Vào trong dịp cuối năm nhâm dần 2022, tài vận của con giáp tuổi Tý tăng lên nhanh chóng, những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình, người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải, trong khi đó, người làm công ăn lương, nhờ làm việc chăm chỉ, nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận, con giáp này có thêm lương, và làm tăng ca, làm thêm giờ, nên thu nhập dư giả hơn trước. Hơn thế nữa nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên càng về cuối năm 2022, người tuổi Tý càng ăn nên làm ra, vạn sự như ý, sau những thất bại cơ cực con giáp này sẽ được đền đáp bằng cơ hội kiếm tiền cực dễ, đổi đời chỉ sau một đêm, thậm chí đúng ngày 30 Tết Tý còn may mắn đến mức có cơ may trúng số độc đắc ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền, nhà xe có đủ, sung sướng như tiên, tương lai Tý nắm chắc trong tay và bạn có thể chú ý con số may mắn trong ngày 30 của mình đó. Là số 24, 76 và 54 và đặc biệt khi bước sang tháng 1 âm lịch tháng khởi đầu năm 2023 thì tuổi Tý lại càng vượng phát cụ thể tử vi tháng 1 năm 2023 tuổi Tý âm lịch. Về phương diện công việc và sự nghiệp cho thấy, theo tử vi phương đông thời điểm đầu xuân năm mới công việc không nhiều tuy nhiên tuổi Tý có dịch mã động tinh chiếu, có thể phải dịch chuyển nhiều, đi lại nhiều, nên cảm giác vẫn tất bật như thường, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, cảm giác khá thư thái, mà vẫn đạt hiệu quả, công việc tốt, thời điểm này phù hợp để bạn lập kế hoạch mục tiêu mới, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người, để mưu cầu đại sự. Tử vi cho thấy trong tháng có chính quan nâng đỡ, ví như quý nhân là bề trên phù trợ, rất có lợi để phát triển công danh và sự nghiệp, kinh doanh, buôn bán đầu năm tuy chưa nhộn nhịp nhưng tập trung bản mệnh vẫn bỏ túi không ít tiền của tiền bạc lúc nào cũng dùng dình. Tử vi tuổi tí tháng 1 năm 2023 âm lịch về mặt tài lộc ở tháng đầu tiên của năm mới quý mão, tài vận của người tuổi Tý khá lý tưởng, đặc biệt là thứ tài có dấu hiệu may mắn bất ngờ như thường, nhiều người đòi được nợ tiền từ các khoản tồn động bỗng về tay, hoặc gặp may mắn khi tham gia các chương trình bốc thăm trúng thưởng, kinh doanh, buôn bán, không quá thất bật nhưng lại đạt doanh thu lý tưởng. Đầu năm tiền bạc song sinh, tiêu pha không phải quá lo lắng, lưu ý xét về phi tinh tháng, bách việt chủ tài lộc gặp phải ngũ hành đại sát tinh ở hướng Tây Nam, rất dễ bị tổn hao về tài lộc, vì thế không tiến hành động thổ, hay để các vật quá nặng, hoặc gây ra tiếng ồn ào tại phương vị này. Đồng thời nếu có điều kiện, tuổi Tý nên đặt biểu tượng cóc ngậm tiền hoặc đơn giản là treo một tờ giấy màu đỏ ở hướng Tây Nam cho nhà để thúc vượng tài khí, giúp công việc kinh doanh thêm thuận lợi, tiền bạc hanh thông. Tử vi tháng 1 năm 2023 tuổi Tý âm lịch về chuyện tình duyên và gia đạo. Theo tử vi năm 2023 của người tuổi Tý, chuyện tình cảm không có điều gì bất ổn, gia đạo hài hòa, gia đình yên ấm, hôn nhân khá viên mãn, trong tháng khởi đầu năm mới này đầu xuân năm mới, tinh thần mọi thành viên trong gia đình đều phấn khởi, dù có mâu thuẫn xảy ra, cũng chín bỏ là mười, cho qua hết mọi chuyện, không khí trong nhà ngoài ngõ đều vui tươi, rộn ràng, các cặp đôi đang yêu có thể tính chuyện cưới hỏi ngay trong tháng này, tháng đầu tiên của năm mới, đất trời hòa hợp, có lợi cho chuyện kết hôn. Đối với người độc thân, vượng nhân duyên, đi xa có thể gặp được người ưng ý, cuối tháng có người mai mối, giới thiệu đối tượng phù hợp, tình cảm tiến triển khá thuận lợi. Tử vi tuổi Tý tháng 1 năm 2023 âm lịch về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng 1 năm 2023 tuổi tí âm lịch, phương diện sức khỏe của bạn không gặp vấn đề nào quá mức nghiêm trọng, tuy nhiên một số bản mệnh có xu hướng tăng cân nhẹ, do dịp Tết ăn uống quá độ, vì thế cơ thể có cảm giác ị ạch, trì trệ, tiêu hóa gặp khó khăn, hay cảm thấy mệt mỏi, uể oải khi phải di chuyển vận động nhiều. Với một số nữ mệnh trong tháng có thể đón tin vui về chuyện con cái, nhưng lưu ý đi đứng cẩn thận, nhẹ nhàng, tránh bị té ngã, và chạm mạnh ảnh hưởng tới sức khỏe của cả mẹ và con. Nam Mệnh hết sức chú ý về vấn đề an toàn giao thông, tránh tuyệt đối tình trạng rượu bia, say xỉn, mà vẫn lái xe, rất dễ xảy ra tai nạn bất ngờ, nguy hiểm tính mạng. Vào ngày 30 Tết chính là ngày cuối cùng của năm âm lịch và chuẩn bị bước sang năm mới quý mão 2023, vậy vào ngày cuối cùng của năm, chúng ta cần làm gì, để có một năm may mắn, sung túc, và đón một cái Tết thật vui vẻ. Và dưới đây là những việc mà tuổi Tý cần chú ý để thực hiện vào ngày 30 Tết đó là, tân trang bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật, bàn thờ thần tài, thực chất đây là việc vệ sinh, dọn dẹp các ban thờ trong gia đình người việt nam vẫn thường quan niệm rằng năm mới thì cái gì cũng phải mới sạch sẽ chính vì vậy việc tân trang bàn thờ là rất quan trọng dọn dẹp nhà cửa để đón một năm mới đầy may mắn tốt lành chắc chắn bạn không thể không trang hoàng dọn dẹp lại nhà cửa đúng không nào bạn có thể sử dụng máy hút bụi để loại bỏ bụi bẩn sau đó sắp xếp lại đồ đạc trang trí thêm những chậu hoa xinh xắn chậu quất chậu đào hay những câu đối đỏ để không gian ngôi nhà thêm ấm áp nhá chuẩn bị mâm cơm cúng tất niên bữa cơm tất niên không chỉ là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần đoàn tụ mà còn là nghi thức thể hiện lời mời ông bà tổ tiên những người thân đã khuất về ăn tết với gia đình mà bạn có khá giả hay bình thường thì bữa cơm tất niên này cũng nên được chuẩn bị cẩn thận chu đáo nhá ngoài ra việc tắm gội sạch sẽ cũng rất được chú trọng nhiều địa phương thường có tục tắm nước lá mùi già để rửa đi những xui xẻo những điều không may mắn của năm cũ dù địa phương của bạn có tục lệ này hay không thì bạn cũng cần tắm gội thật sạch sẽ việc tắm sạch sẽ còn mang hàm ý là rũ bỏ đi những cái bẩn cái xấu những điều không như ý ở năm cũ để sẵn sàng đón chào những điều tốt lành những điều may mắn trong năm mới nhé trả nợ trả đồ đã mượn chỉ còn một ngày duy nhất là bước sang năm mới vậy nên bạn hãy lục lại trí nhớ để xem mình có vay mượn ai tiền hay đồ đạc gì không bạn nhé nếu có bạn hãy thu xếp để trả những khoản vay này để năm mới thật hoan hỉ và thoải mái không còn vướng bận chuyện nợ nần Thứ hai là tuổi Mão. Mão là con giáp may mắn thứ hai trong danh sách vì đúng ngày 30 Tết này, tuổi Mão lội ngược dòng, khiến cho người người ghen tị cuộc sống thay đổi ngay lập tức. Đúng 30 Tết trở đi, con giáp này mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Trời sinh những người cầm tinh con mèo khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm, đa số con giáp này đều rất tài hoa, có trí tuệ hơn người và có mắt quan sát tinh tế, sự di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển của những con mèo dễ khiến con mồi mất cảnh giác, nó sẽ chờ thời cơ thích hợp rồi sau đó nhanh chóng tiếp cận tấn công và hạ gục con mồi những người tuổi mão, khi hành động cũng luôn cẩn thận, không khi nào nóng vội, đúng họ là người hành động luôn nghĩ đến tương lai, người tuổi mão rất có tầm nhìn, đây là con giáp luôn tràn đầy năng lượng, thích rèn rũa bản thân, để không ngừng trau rồi, học hỏi. Những chú mèo có thể đổi đời sau một đêm, không phải nhờ sự may mắn, bởi sự nhìn xa trông rộng, họ biết nắm bắt cơ hội đến với mình, và tận dụng một cách triệt để. Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ càng phát huy được thế mạnh của mình, xem tử vi ngày 30 Tết cho thấy thời điểm này tuổi mão được phúc tinh chiếu mệnh nên tài chính khá vượng, không những thế, vận may cũng tốt vô cùng, nên khả năng lớn người cầm tinh con mèo còn có cơ may trúng sổ số, với số tiền vô cùng cao, và con số may mắn của bạn trong ngày hôm nay, đó chính là con số 98, 12, và số 55. Tuy nhiên, cũng vì vì vận may tăng cao, mà con giáp này chỉ trông chờ vào việc trúng thưởng, bởi lẽ, nếu tuổi mão chăm chỉ, và cố gắng làm việc thì số tiền kiếm được thực tế sẽ còn nhiều hơn và đặc biệt là trong tháng 1 năm 2023 quý mão, với người tuổi mão, sẽ có nhiều cơ hội làm giàu, hãy biết nắm bắt thời cơ, thì khả năng làm giàu chẳng khó chút nào, thậm chí bạn còn có cơ hội phát tài bùng nổ, may mắn cả năm. Đầu tiên luận về tử vi tuổi mão tháng 1 năm 2023 âm lịch về phương diện sự nghiệp, công danh. Theo dõi tử vi hàng tháng của 12 con giáp tuổi mão đầu xuân năm mới gặp nhiều cắt lợi, về phương diện công việc, mọi việc tiến triển khá suôn sẻ, thậm chí những việc tồn động trước đó đều được bạn giải quyết nhanh gọn, đạt kết quả như mong đợi, ngoài nỗ lực của bản thân tuổi mão còn được chính ấn nâng đỡ, có nhiều ý tưởng sáng tạo mới mẻ, đóng góp công sức cho tập thể, không gian thăng tiến ngày càng rộng mở. Trong tháng nhân duyên vượng sắc nhờ lục hợp và bách Việt mang tới, không chỉ có lợi cho chuyện tình yêu đôi lứa, mà còn hỗ trợ khá tốt cho các mối quan hệ xã giao, thúc đẩy công việc, hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Xem tử vi phương đông, tháng không có tài tinh chiếu, nhưng việc kinh doanh buôn bán của bản mệnh vẫn rất suôn sẻ, bỏ túi không ít lợi nhuận. Tử vi tháng 1 năm 2023 tuổi mão âm lịch về phương diện tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi năm 2023 của tuổi Mão, theo đà công việc thuận lợi, tài lộc của tuổi Mão cũng khởi sắc hơn, chính tài tuy không có dấu hiệu tăng tiến, nhưng thứ tài thì lại khá vượng, điều đó mang lại nhiều may mắn, tiền bạc, cho bạn, cơ hội đầu tư kinh doanh đang tới, chỉ cần tuổi Mão thấy hứng thú là có thể đưa ra quyết định khá nhanh và dứt khoát, dù có phải thay đổi công việc, bản mệnh vẫn chấp nhận đánh đổi, để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp tháng này khá phù hợp để bắt đầu, tuy nhiên bạn nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau đó rồi mở rộng cũng chưa muộn, cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. So với tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch, người kinh doanh buôn bán có một tháng không mấy tất bật bởi sức mua đầu năm chưa tăng, tuy nhiên bản mệnh lại có lộc trời ban, mua may bán đắt một vốn bốn lời nên không phải lo về thu nhập. Tử vi tuổi Mão tháng 1 năm 2023 âm lịch về mặt tình duyên và gia đạo Xem tử vi tháng 1 năm 2023, tuổi mão theo lịch âm, phương diện tình cảm có biến chuyển rất bất ngờ, nhất là người độc thân, nhờ mộc dục và bách việt xe duyên, bản mệnh còn mở mang được nhiều mối quan hệ xã giao, được nhiều người mai mối, dễ tìm thấy đối tượng phù hợp. Tuy nhiên với người đã kết hôn, đào hoa quá vượng, có thể biến thành đào hoa dữ, gây ra nhiều rắc rối, trục trặc về tình cảm, thậm chí khiến gia đình rạn nứt. Vì thế nhắc nhở tuổi mão, nhất là nam mệnh, làm gì cũng phải suy nghĩ chín chắn, nghiêm cẩn giữ mình, đừng vì một phút bốc đồng mà phải đánh đổi bằng hạnh phúc đích thực. Để hóa giải đào hoa xấu đeo bám, tuổi mão nên đặt biểu tượng gà trống chấn chỉ đào hoa ở phía đông nam ngôi nhà tháng này nhất bạch chủ đào hoa tinh, gặp thất tinh chủ về thị phi, tay bay, và gió tại đây. Tử vi tháng 1 năm 2023 tuổi mão âm lịch về tình hình sức khỏe. Trong tháng đầu xuân năm mới, tuổi mão không hề lo ngại về vấn đề sức khỏe của mình, bởi mão mộc được mùa xuân yêu ái, tinh thần phấn khởi, sức khỏe dồi dào, hầu như không ốm đau, bệnh tật có điều, bạn cũng không nên chủ quan, khinh suất cần chú ý áp dụng các biện pháp dưỡng sinh theo mùa để tăng cường sức khỏe cụ thể về chế độ dinh dưỡng, bản mệnh nên giảm chua và tăng ngọt vị chua khiến can khí vượng khắc chế tỳ khí, gây bất lợi cho sức khỏe về tinh thần, tuổi mão nên tiết chế cảm xúc, tránh nóng giận thái quá mà tổn hao sức lực. Ngoài ra các cặp vợ chồng lưu ý không nên hành sự phóng túng tổn hao tinh lực, mùa xuân dương khí vượng, nhu cầu tình dục tăng cao, nếu không có sự tiết chế nhất định, rất dễ bị mệt mỏi, về oải, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Khi kỳ nghỉ Tết đã bắt đầu, cũng là lúc nhiều gia đình tranh thủ dọn dẹp nhà cửa để nghênh đón mùa xuân năm mới. Theo các chuyên gia phong thủy phương Đông, việc tổng vệ sinh nhà cửa dịp cuối năm hết Tết đến, ít nhiều sẽ tác động đến tổng thể phong thủy của ngôi nhà, cũng như vận khí của gia chủ vào năm tới. Vì vậy để có được vận khí và tài lộc thuận lợi trong năm 2023, các gia chủ nên lưu tâm, một vài lưu ý phong thủy dưới đây khi dọn nhà. Thứ nhất là không nên có sự điều chỉnh hoặc là xáo trộn đối với không gian phòng ngủ bởi sự thay đổi kết cục phong thủy của gian phòng này có thể đem tới những sự cố ngoài ý muốn hoặc những điều không may ngược lại đối với phòng khách và nhà vệ sinh các gia chủ có thể tùy ý thay đổi bài trí hoặc thay mới vật dụng thứ hai không nên tùy ý thêm bớt các vật chấn phong thủy trong nhà đặc biệt là ở khu vực cửa chính ra vào bởi việc làm này có thể đem tới xáo trộn hoặc là khiến gia chủ gặp phải những sự cố bất ngờ trong năm mới thứ ba không nên thay mới hoặc là sửa sang nhà cửa vào dịp đầu năm trong phong thủy cửa đóng vai trò vô cùng quan trọng và trọng yếu, chúng được xem là vật trông giữ tư gia, lại có tác dụng cản vận xui, nghênh đón vận may, vì vậy trong quá trình lau dọn, gia chủ không nên gây tác động vào gây ảnh hưởng tới cửa nhà, hơn nữa dịp năm thiết tết đến, cũng không phải là khoảng thời gian thích hợp để thay cửa và sửa cửa. Thứ tư, trong những tháng mùa xuân đầu năm các gia chủ nên hạn chế tu sửa nhà cửa hoặc khoan tường động thổ để tránh gặp phải điểm xấu theo các chuyên gia phong thủy phương đông khoảng thời gian này không phải là lúc thích hợp cho việc xây dựng do đó những việc tu sửa lắp ráp trong nhà nên được thực hiện xong trước cuối năm Thứ năm, trong quá trình dọn dẹp tu sửa, phòng bếp, gia chủ nên hạn chế sử dụng những gam màu đậm, nếu tông màu chính của gian bếp nhà bạn đang là màu tối, thì nên chú ý thiết kế sửa sang lại trước thềm năm mới. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, phòng bếp với những gam màu nhạt và tươi sáng, như màu trắng, màu be, sẽ đem tới may mắn cho vận khí của gia chủ, và các thành viên trong gia đình. Và con giáp cuối cùng mà Minh Đường Tử Vi muốn nói đến đó chính là tuổi sửu. Người tuổi Sửu, họ quá may mắn đúng vào ngày 30 Tết, người tuổi Sửu sống thật thà, ngay thẳng và tốt bụng, họ luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Đối với họ, một cuộc sống êm đềm chính là cái đích mà họ hướng đến, được làm điều mình thích sống với người mình yêu là đủ. Là người không quá nổi trội, cũng không thích tranh đấu, song đây lại là một trong những con giáp có thể phất lên, đổi đời nhanh chóng sau một đêm. Họ là những người được trời ban cho sự may mắn, sẽ được hưởng cuộc sống yên bình và có quý nhân giúp đỡ, con giáp này thường giàu lên nhanh chóng, là nhờ thừa kế tài sản, được hưởng những điều tốt đẹp do người đi trước để lại. Nhìn chung đây là con giáp có thể trở thành đại gia sau một đêm mà không cần tốn nhiều công sức. Thầy tử vi tiết lộ, đúng ngày 30 Tết người tuổi Sửu được các tinh soi chiếu, nhờ đó mà tài vận không ngừng tăng cao cũng trong khoảng thời gian này. Công việc làm ăn của người tuổi Sửu thuận lợi vô cùng, khả năng cao sẽ ký kết thành công được hợp đồng, đầu tư lớn thu về khoản lợi nhuận khủng, hơn thế nữa vận trình còn đưa tới dự báo rất có thể người tuổi Sửu sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng cao. Nhờ đó mà cuộc sống trở nên vô cùng tốt đẹp, giàu sang, phú quý, khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị và thèm khát, con số đem lại may mắn cho bạn vào ngày 30 Tết đó là con số 87, 42 và 39. Nhưng nên nhớ, cũng đừng quá đam mê, bạn sẽ chẳng thể làm giàu từ chúng được đâu với những người làm kinh doanh, buôn bán, buôn may bán đắt gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy, nếu biết nắm bắt nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc, tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà. Trong tháng 1 âm lịch, tháng đầu tiên của năm quý mão, chính là thời gian may mắn của người tuổi sửu, mà trong thời gian vài tháng tới, công việc làm ăn của tuổi này rất thuận lợi. Xét về tử vi của tuổi sửu trong tháng 1 năm 2023 âm lịch, về phương diện sự nghiệp, công danh. Công việc xáo trộn và có lúc bản mệnh đã muốn bỏ cuộc, không muốn dấn thân, thế nhưng đừng để bất cứ vấn đề gì khiến cho bạn mất lòng tin vào chính mình, con giáp tuổi Sửu sống cho hiện tại và thể hiện niềm tin vào bản thân cũng như thế giới xung quanh, thậm chí nếu bạn biết tận dụng lợi thế, quên đi những khó khăn thì cuối tháng bạn sẽ bất ngờ vì một tháng làm việc hết sức hiệu quả với những thành công như mong đợi, kể cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân. Nếu mối quan hệ ở nơi công sở không được như ý, thì cũng đừng vội buồn lòng, sự thật là sẽ luôn có người ưa bạn, nhưng vẫn có người không thích bạn, dù bạn có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa, việc tốt nhất là loại bỏ bớt đi yếu tố cảm xúc không cần thiết để có thể tập trung hơn trong công việc, bạn cần có kế hoạch mới trong năm nay, bắt đầu từ tháng đầu tiên này, hãy lập ra cho mình những mục tiêu dài hơn, và tham vọng một chút. Tử vi tháng 1 năm 2023 tuổi sửu âm lịch về mặt tài lộc tài lộc của bản mệnh trong thời gian này rất hanh thông việc làm ăn mở rộng kinh doanh khá thuận lợi nhất là những khoản đầu tư cũ đang sinh lợi cũng là động lực để bạn tìm thêm những cơ hội mới cho mình tuy nhiên nếu con giáp tuổi sửu càng tham lam thì lại càng có tác dụng ngược tức là mỗi khi bạn nổi lòng tham thì vận may lại vơi bớt đi do đó hãy suy tính cẩn thận chớ nên thấy lợi trước mắt mà bất chấp mọi thứ để đánh đổi quan trọng nhất là bạn phải hiểu ưu thế của mình ở đâu mà phát huy chớ có thu lợi ở những lĩnh vực bạn không chắc chắn, và chỉ nghe những lời đồn thổi, nếu tiếp tục thói quen này, bạn sẽ chẳng thể nào khá lên được, dù cảm thấy tiền thu về không hề ít, vì lúc mất đi chúng thường mất cả một khoản lớn, điều quan trọng mà bản mệnh nên nhớ đó là, cẩn thận về các kế hoạch tiền bạc của mình. Nhiều tiền cũng là nỗi lo khi bạn không biết mình đã mua những gì, mà tiền cứ vơi đi nhanh chóng, đừng quên dành một khoản tiền lớn cho việc tiết kiệm, khi bạn có nguồn thu tăng lên nhé. Tử vi tuổi sửu tháng 1 năm 2023 âm lịch về mặt tình duyên và gia đạo nếu con giáp tuổi sửu còn cô đơn, thì tháng 1 năm 2023 âm lịch này, bạn sẽ không hứng thú lắm với việc tìm kiếm nửa kia, thay vào đó bạn muốn dành những ngày đầu năm mới ý nghĩa này với bạn bè, hoặc là người thân hơn. Song tình yêu thường đến và những lúc ta không tưởng nhất, khi đó bạn thấy thường nghe theo trái tim một lần, cứ thoải mái với những mối quan hệ xung quanh, vì bạn có cơ hội rất nhiều, trong khoảng thời gian này, cho dù bạn thực lòng, không quan tâm là mấy. Với những ai đã có đôi có cặp, hãy nới lỏng những yêu cầu khắt khe của bạn dành cho nửa kia, và tận hưởng nhiều hơn những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai. Khi ở bên nhau, hãy chỉ dành cho nhau những kỷ niệm thật vui, và đáng nhớ, thôi chớ giận hờn nhiều làm gì. Nếu hai người đã giận hờn, hay xa cách nhau suốt một thời gian vì những hiểu nhầm không đáng có, vậy thì thời điểm này chính là cơ hội để hai người ngồi lại tha thứ cho nhau, và cùng hướng tới việc xây dựng mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn trong tương lai. Tử vi tháng 1 năm 2023 tuổi sửu âm lịch về tình hình sức khỏe ngoài việc chăm sóc bản thân bằng những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng thì bạn cũng nên quan tâm hơn với yếu tố tinh thần sau tết có thể khiến người này tăng cân và khiến người khác bị giảm cân bạn không thể lường trước được tình hình đâu quá nhiều điều khiến con giáp tuổi sửu phải lo lắng nên sức khỏe của bản mệnh lúc này ảnh hưởng ít nhiều vì căng thẳng liên miên hãy loại bỏ bớt những suy nghĩ trong đầu để có giấc ngủ ngon hồi phục sức khỏe nếu nhìn lại thì vẫn có những điều bạn đã làm được mà, vì thế hãy suy nghĩ tích cực lên nhé, có như vậy thì sức khỏe của bạn mới được cải thiện, khi có sự cố xảy ra, bạn nên đứng lên đi lại, việc di chuyển nhiều hơn không chỉ giúp cho bạn có được cách giải quyết phù hợp mà còn tránh cho bản mệnh bị các bệnh liên quan tới lối sống thụ động. Sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý bản mệnh những quy tắc phong thủy được các thầy phong thủy mách nước không chỉ giúp quá trình dọn dẹp nhà cửa của bạn diễn ra một cách thuận lợi mà còn biến nhà ở của gia đình trở thành nơi nghênh đón vận may, chiêu tài, hút lộc vào dịp cuối năm đó là nếu gia chủ có nhu cầu mua cây chơi xuân thì cũng nên lưu ý về cách đặt để sao cho phù hợp với ý nghĩa phong thủy của mỗi loại hoa đối với hoa đào hoa mai gia chủ nên đặt cạnh cửa để nghênh đón niềm vui và may mắn tới nhà đối với hoa trà hoa lan gia chủ nên bày ở giữa phòng để gia đình hòa thuận vui vầy còn về cây trúc cây phát tài gia chủ nên bày trong không gian phòng khách để đem tới sự giàu sang và phú quý và một trong những đại kỵ phong thủy mà các gia chủ cần tránh, đó là tổn thương trong phòng bếp, ngoài ra không gian này cũng không thích hợp để treo đầu tỏi, đầu hành, hạt tiêu vì đây được xem là những thứ dễ hấp thụ âm khí, trong dịp đầu năm, những loại dao kéo không nên treo trên tường hoặc là cắm trên kệ mà tốt nhất nên cất vào ngăn kéo hoặc là ngăn tủ. Những vật chứa đồ ăn trong nhà như tủ lạnh, thùng gạo cần được lấp đầy vào dịp đầu năm bởi chúng được xem là biểu tượng cho cơm ăn, cho kinh tế gia đình, tủ lạnh thường đựng gạo đầy ắp trong dịp Tết sẽ đem tới cho gia chủ một năm mới sung túc và no đủ khi mua sắm những vật trang trí cho ngày đầu xuân các gia chủ không nên mua những vật có hình tam giác hình thoi hoặc là các hình dạng kỳ lạ khác theo quan niệm phong thủy phương đông bạn nên bày những vật có hình vuông hoặc hình tròn để có được sự viên mãn vào năm tới sau khi hoàn thành công việc tổng vệ sinh cho nhà cửa vào dịp cuối năm gia chủ nên dùng tinh dầu sáp thơm hoặc là phun rượu cho các gian phòng để không khí trong nhà thêm sạch sẽ dễ chịu một tư gia sáng sủa thơm tho cũng sẽ dễ dàng nghênh đón vận may và tài lộc hơn trong dịp đầu xuân năm mới Thực tế, việc dọn nhà cuối năm có tác động phong thủy không nhỏ đối với tư gia cũng như vận khí tài lộc của gia chủ, hy vọng những lưu ý phong thủy trên đây sẽ giúp bạn và gia đình có một năm mới may mắn và vẹn tròn. Cảm ơn quý anh chị, cô bác đã quan tâm và theo dõi đến hết video này của chúng tôi và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi chúc quý anh chị, cô bác luôn may mắn, bình an, giàu sang và hạnh phúc, có một năm 2022 đầy ý nghĩa và bước sang 2023 bứt phá, phát tài và giàu sang phú quý nếu quý anh chị cô bác yêu thích video này của chúng tôi hãy dành cho minh đường tử vi một like và nhấp vào nút chia sẻ để cho mọi người cùng biết nhé chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại